sau lưng của Đương, các bạn có thể chứng kiến được là một bức tranh mạng Đà Lạt. Trong sự nghiệp kinh doanh của mình, phần lớn doanh nhân luôn gặp áp lực công việc nặng nề, đã đẩy họ vào tình trạng stress, luôn lo toan, vất vả về trí não, ngay cả khi ăn cũng suy nghĩ, không thể buông bỏ công việc. Chính vì sự xoay vần trong kinh doanh và lãnh đạo doanh nghiệp mà doanh nhân rất cần có cuộc sống cân bằng. Họ nhận ra, sự nghiệp cũng chỉ là một phần của cuộc sống, rằng hạnh phúc và bình an rất quan trọng trong kiếp sống này của họ. Có một sự thật rằng, con người chúng ta dù có chức vụ cao thế nào, dù có thành đạt đến đâu, vẫn luôn tìm cho mình một chỗ dựa. Doanh nhân lại càng như vậy, nhất là khi chịu sức ép lớn, trách nhiệm cao, khi có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Họ cũng muốn dựa vào đâu đó, vào ai đó. Nhiều người đã tìm đến Đức Phật. Nhưng sự khác biệt trong vấn đề tâm linh của doanh nhân so với chúng ta là gì? Theo Bửu Liên, các doanh nhân thường tin và có niềm tin một cách chọn lọc. Và một khi đã tin rồi, niềm tin có sức mạnh rất lớn đối với họ. Nhiều doanh nhân cho rằng đức tin đã giúp cho họ thành công trong các dự án, công trình. Cũng có doanh nhân cho biết sức mạnh vô hình, sức mạnh từ nội tâm đã giúp họ vượt qua nhiều khó khăn tưởng chừng không thể qua nổi. Cũng vì thế, gia chủ ngày hôm nay là một nữ doanh nhân, dù cực kỳ bận rộn nhưng vẫn dành rất nhiều thời gian, tâm sức để thỉnh tôn tượng và các phẩm vật tâm linh từ di sản không gian Phật giáo Bửu Liên. Bửu Liên, với niềm kính trọng và hiểu biết sâu sắc về văn hóa Phật giáo, trở thành địa chỉ tin cậy mà các doanh nhân thành đạt tìm đến. Không chỉ vì sự thịnh vượng và thành công trong kinh doanh, mà còn vì những giá trị tâm linh cao cả. Bửu Liên tự hào là nơi kết nối và nuôi dưỡng tâm hồn, giúp mỗi chúng ta tìm được sự cân bằng và hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy đến với Bửu Liên, nơi di sản tâm linh hội tụ và tỏa sáng.